chiều tối ngày 11 tháng 6, tại kênh Bình Điền thuộc phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu bên bờ kênh ngay giữa mùa dịch. Sau đó một người rơi xuống kênh chết đuối. Theo đó, chiều cùng ngày, một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu ngay bên bờ kênh Bình Điền. Khi công an địa phương tới nhắc nhở, nhưng nhóm này không chịu giải tán. Một lúc sau, anh T, 24 tuổi, quê Đắk Lắk, đi ra khu vực bờ kênh đứng thì bị trượt chân rơi xuống kênh. Mặc dù nhóm bạn hô hoán cho người dân tới nhảy xuống cứu người, nhưng do nước chảy xiết đã cuốn nam thanh niên mất tích. Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương điều người nhái và phương tiện tới triển khai công tác lặn tìm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí trượt chân khoảng 30 mét. Được biết, nhóm nam nữ này là nhân viên của một công ty tài chính. Sau khi tan ca thì rủ nhau ra đây nướng cá nhậu.